Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 288. Chương 2871, Người thủ lâu đài 1. Sau trải nghiệm ở thị trấn Bạch Thủy, Dương Gian ý thức được năng lực của quỷ đồng đã không đủ, không thể đối diện một ít sự kiện linh dị hung hiểm. Vấn đề không phải vì quỷ đồng không có đủ tiềm lực, mà do Dương Gian cố ý áp chế nó trưởng thành, nhưng Dương Gian tin tưởng trải qua lần này trưởng thành, quỷ đồng tuyệt đối sẽ không khiến người thất vọng. Nuôi quỷ là điều kỵ nhất trong giới linh dị, không thể thả rông quỷ đồng trưởng thành, ít nhất phải bảo đảm sau khi quỷ đồng mất kiểm soát vẫn có thể ứng đối. Nhưng chuyến đi thị trấn Bạch Thủy khiến ta hiểu rằng nó có khả năng lật ngược mọi thứ, chỉ cần cho quỷ đồng ăn giấy da người thì sự trưởng thành của nó sẽ không bị hạn chế. Chỉ cần trong thời gian cực ngắn nó liền có thể trưởng thành đến mức đối kháng đám quái vật giả dân quốc. Dương Gian nhìn chăm chú quỷ đồng ở trước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Đúng là bởi vì rõ ràng điểm này, hắn mới đặc biệt cẩn thận. Rời khỏi nơi này, về lại bên cạnh Vương San San, tạm thời không cần ngươi, nàng càng cần ngươi bảo hộ. Dương Gian lại hạ đạt mệnh lệnh. Quỷ đồng nhấc chân đi chỗ của Vương San San, quỷ đồng đi giày theo kỳ dị chỉ cần vài bước đã cách xa hơn 100 mét. Hơn nữa thân hình cũng càng hư ảo, cuối cùng trống rỗng biến mất, ẩn hình. Sau khi chiếm được năng lực của ác quỷ trong sự kiện im ắng, quỷ đồng có thể tự do chuyển đổi giữa hiện thực và duy tâm. Hơn nữa chỉ cần Dương Gian kêu quỷ đồng thì dường như cách nhau bao xa, quỷ đồng đều sẽ lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Điều này có hiệu quả như kích phát quy luật giết người im ắng, bị ác quỷ theo dõi. Chẳng qua ác quỷ trong sự kiện im ắng có phạm vi cảm ứng, phạm vi chỉ có thể bao phủ một thị trấn. Rời khỏi phạm vi này thì dù cho ngươi kích phát quy luật giết người của ác quỷ cũng sẽ không bị quỷ theo dõi. Nhưng Dương Gian kêu quỷ đồng có thể vượt qua thành phố, không bị khoảng cách ảnh hưởng. Dương Gian suy đoán chắc đây là do giữa hắn và quỷ đồng có liên hệ. Đây là tình huống đặc biệt, người khác không làm được, hẳn là chỉ có chính mình mới có năng lực như vậy. Không biết Vương San San cũng có năng lực từ xa kêu gọi quỷ đồng hay không? Có dịp phải thử một chút. Giải quyết xong chuyện của quỷ đồng, Dương Gian rốt cuộc có thể thở phào tạm thời tạm nghỉ. Dương Gian quay về nhà, tắm rửa, dùng dây chuyền của quỷ lừa đảo khôi phục thân thể bị linh dị xâm thực, sau đó nằm ngủ trên giường. Với trạng thái hiện tại của Dương Gian có thể suốt 24 tiếng không cần nghỉ ngơi, nhưng hắn không muốn làm như vậy bởi vì ngủ rất quan trọng với hắn. Ở trong mộng, hắn có thể thoát khỏi linh dị ảnh hưởng tình cảm của mình, khiến chính mình có cảm xúc của người bình thường, như vậy có lợi cho hắn đối kháng linh dị ăn mòn tinh thần. Hơn nữa Dương Gian cũng cần ở trong mộng dắt chó đi dạo, làm bền chặt liên hệ với chó dữ, miễn cho xa lạ. Tuy rằng khống chế chó dữ trợ giúp Dương Gian nhiều, nhưng song song đó sinh mệnh của hắn cũng phụ thuộc vào chó dữ. Một khi chó dữ phản chủ, cắn chết Dương Gian trong mơ thì hắn tuyệt đối không thể sống tiếp. Đây chính là rủi ro. Sở hữu bất cứ sức mạnh linh dị đều không thoải mái như đã tưởng tượng, luôn có tai họa ngầm. Trong cơn mơ, Dương Gian trở lại nông thôn quen thuộc trong ký ức, nhưng nông thôn trong mộng trống trải yên tĩnh, chỉ có một con chó dữ lang thang trong thôn. Đương nhiên hắn cũng có thể khiến nơi này náo nhiệt một chút, chỉ cần kéo càng nhiều người nhập mộng là được, nhưng làm như vậy rất vô nghĩa. Dương Gian dắt chó dữ đi dạo trong thế giới mộng, hắn không phải nhàm chán tiêu phí thời gian, mà là có một số nơi cần chính mình đi kiểm tra thực hư. Hắn mang theo chó dữ đi ra ngoài thôn. Ở đây có một lối nhỏ uốn lượn khúc khuỷu, lối nhỏ này kéo dài hướng phương xa. Nơi xa ấy có một tòa lâu đài kiểu u cũ kỹ, kiến trúc như vậy nằm gần nông thôn trông thật khác biệt, dường như không thuộc về thế giới này. Dương Gian nhìn chằm chằm lâu đài kia, dọc theo lối nhỏ đến gần. Dương Gian vào trong sân, xuyên qua cửa sổ nhìn bên trong lâu đài rách nát, nhưng đều là dấu vết chó dữ cắn xé, va chạm để lại, thoạt nhìn tòa lâu đài này đã sập sệ sắp sụp đổ. Quỷ mộng đối kháng mộng yểm, qua nhiều ngày rồi vẫn chưa phân ra thắng thua sao? Dương Gian nhíu mày. Dựa theo tình huống bình thường, chó dữ nên dỡ bỏ lâu đài này rồi chứ, người ngự quỷ núp trong lâu đài cũng nên bị chó dữ cắn chết. Nhưng qua lâu như vậy mà mọi thứ trong lâu đài dường như đông lại, sự tấn công và xâm nhập của chó dữ dường như không mang lại hiệu quả như dự đoán. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2872, Người thủ lâu đài 2.
Lần này Dương Gian tuần tra theo thông lệ, muốn tìm manh mối. Mang theo mấy phần cẩn thận, Dương Gian lại lần nữa tới gần thành bảo. Hắn không có bước vào trong, bởi vì sau khi đi vào lâu đài tương đương vào thế giới mộng yểm. Tuy rằng có chó giữ bảo hộ, nhưng lâu đài dù sao là địa bàn của người khác, tốt nhất rảnh rỗi đừng đi lung tung, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn gì. Số lượng chó trong lâu đài giảm bớt nhiều. Dương Gian quan sát và phát hiện số lượng chó giữ trong lâu đài không nhiều như trước, vì nguyên nhân này mới dẫn tới tốc độ xâm nhập của chó giữ chậm lại. Số lượng chó giữ sẽ không vô duyên vô cớ giảm bớt, trừ phi là bị người dọn dẹp theo thời gian cố định. Tuy ở trong thế giới mộng chó giữ rất hung hăng, nhưng nó cũng có thể bị giết, chẳng qua mỗi lần bị giết, thì ngày thứ hai chó giữ vẫn xuất hiện như thường. Nhưng nếu ai đó có linh dị khác cũng xâm nhập thế giới mộng yểm, hơn nữa lựa chọn trợ giúp người ngự quỷ trong lâu đài thì ưu thế của chó giữ sẽ không đặc biệt rõ ràng. Trong khi Dương Gian nghĩ như vậy thì chợt nhận ra cái gì, ánh mắt nhanh chóng nhìn về hướng một cửa sổ trên tầng 2 lâu đài. Một người đàn ông nước ngoài trưởng thành đứng cạnh khung cửa sổ đó, trên người mặc áo giáp thời Trung Cổ U Châu, đội mũ giáp, toàn thân dính máu, tay cầm thanh kiếm to, thoạt nhìn giống kỵ sĩ trong phim. Hai người nhìn nhau, đều thấy sát ý rùng rợn trong mắt đối phương. Giây sau, một con chó giữ đột nhiên từ một bên gầm nhẹ xông ra ngoài, trực tiếp nhào lên đè ngã người đàn ông nước ngoài mặc giáp đứng cạnh cửa sổ ngã xuống đất. Tiếng cắn xé vang lên nhưng rất nhanh ngừng lại. Người đàn ông nước ngoài mặc áo giáp lại đứng lên, hắn toàn thân nhuộm máu, trong tay xách một cái đầu chó chảy máu ròng ròng ném về phía Dương Gian, ngón cái chĩa xuống. Chỉ trong giây lát người này đã giải quyết một con chó giữ. Mặc công cụ phòng ngự, cầm vũ khí lạnh, tên này chuyên môn ở trong lâu đài săn giết chó giữ. Đám người nước ngoài này không ngốc, nhanh vậy đã tìm được cách ứng đối. Ở trong mộng yểm khi lâu đài còn chưa hoàn toàn bị chiếm đóng, đưa người võ trang đầy đủ như vậy đi vào thì chó giữ rất khó giết kẻ đó. Dương Gian nhìn thấu sự xuất hiện của người đàn ông này khiến chó giữ khó mà thuận lợi xâm nhập nữa. Hơn nữa các vũ khí của đối phương không phải trong thế giới quỷ mộng, nếu đúng như vậy thì chó giữ hoàn toàn có thể sửa chữa cõi mộng khiến vũ khí trực tiếp biến mất. Cố tình lâu đài còn chưa bị chiếm đóng, cho nên những vũ khí đó thuộc về thế giới trong mộng yểm, chó giữ không làm gì được, mặc cho đối phương sở hữu áo giáp và vũ khí, có công cụ phòng ngự và vũ khí hỗ trợ, chó giữ khó mà giết đối phương, ngược lại dễ dàng bị đối phương giết chết. Tuy rằng đối phương giết chó giữ bao nhiêu lần nhưng người này rõ ràng không phải muốn đối phó chó giữ, mà là phải bảo vệ lâu đài mộng yểm, ngăn cản linh dị của chó giữ xâm thực. Chẳng qua là đầu cơ trục lợi, tìm một biện pháp khiến lâu đài mộng yểm sắp sụp đổ đó kéo dài hơi tàn sót lại, vậy mà dám chào phúng ta, quá là lên mặt. Dương Gian thầm nhủ, hơi híp mắt lại hét hướng người kia, ta khuyên các ngươi lập tức buông bỏ tòa thành này. Nếu không, lần sau gặp mặt ta khiến tất cả các ngươi đều chết ở trong mộng, đừng hòng có người nào ra ngoài được. Người đứng bên cửa sổ tầng 2 bật cười, mang theo mấy phần trào phúng. Dương Gian chỉ là hờ hững nói, kéo người vào trong mộng hỗ trợ không chỉ là đặc quyền của các ngươi, ta cũng có thể kéo người khác tiến vào, 10, 100, 1000, muốn bao nhiêu người đều có thể. Đừng quên ta là đội trưởng chấp pháp của tổng bộ, chỉ cần ta muốn thì dư sức điều động mấy chục nghìn nhân viên đặc chủng nhập mộng giết người. Một tòa lâu đài rách nát của các ngươi có thể ngăn được mấy chục nghìn người vây công không? So về số người, vũ khí lạnh, kỹ xảo đấu tay đôi, mỗi mục chúng ta đều mạnh hơn các ngươi, không hiểu ngươi ở đó cười khờ cái gì. Có lẽ lời nói của Dương Gian đánh thức người kia. Tiếng cười của người đàn ông mặc áo giáp ngừng bặt, nếu không phải có mũ giáp che mặt, tin tưởng giây phút này sắc mặt của hắn cực kỳ khó xem. Bởi vì Dương Gian không nói dối, hắn quả thực có thể làm được điểm này, mà một khi làm như vậy thì lâu đài này chắc chắn sẽ bị đánh chiếm. Muốn sống thì xéo ra lâu đài ngay, nếu không thì tình huống mà ta nói rất nhanh sẽ biến thành sự thật. Đây là lần cuối cảnh cáo, lần sau gặp mặt mặc kệ tình huống như thế nào, ta đều sẽ bắt lấy tòa thành. Này, ngươi muốn dãy dụa thì tiếp tục đi, ta chống mắt xem các ngươi có đúng là không sợ chết hay không. Dương Gian nói xong không ở lại đây nữa, mà là xoay người rời đi. Chuyện này tạm thời không giải quyết được, cần tìm chút thời gian triệu tập người, kéo người nhập mộng mới có thể hoàn toàn bắt lấy lâu đài mộng yểm kia. Nhưng nếu có thể thì, tốt nhất là dọa những người này chủ động buông bỏ cố thủ lâu đài, vậy thì có thể giảm bớt một ít phiền phức không cần thiết.
Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 2873, người thủ lâu đài 3. Đứng lại. Khi Dương Gian định bước ra sân của lâu đài này thì một âm thanh gọi lại hắn. Người đàn ông nước ngoài mặc áo giáp toàn thân đẫm máu đứng trên tầng 2 bây giờ xuất hiện trước cửa lớn lâu đài cổ. Hắn và Dương Gian đều không dám tùy ý đi vào địa bàn của đối phương, bởi vì một khi đi vào thì sau khi ra ngoài sẽ là thế giới của quỷ mộng, đến lúc đó tuyệt đối là chết chắc. Hừng, Dương Gian hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người đàn ông nước ngoài nói tiếng Trung hơi ngọng nghịu, có dám dùng phương thức quyết đấu xác định quyền sở hữu lâu đài này không? Nếu ta thắng, ngươi rút ra lâu đài, nếu ta thua, lâu đài này hoàn toàn thuộc về ngươi. Dương Gian bật cười nói, ngươi nghĩ ta ngốc à? Lâu đài mộng yểm này vốn sắp bị ta lấy được, dù cố thủ lâu đài thì ngươi có thể giữ được bao lâu? Chó giữ của ta vô cùng vô tận, ngươi không thể nào vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Hơn nữa cho dù là ta thắng thì có thể làm được gì, các ngươi chẳng qua là bỏ cuộc sớm hơn một chút. Lỡ như ngươi thắng, ngươi chẳng những có thể xử lý ta, còn có thể lấy về lâu đài, cuộc mua bán này quá bất công. Muốn tìm ta quyết đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách, kêu kẻ trốn trong lâu đài. Ra đi, chỉ có như vậy ta mới tiếp thụ khiêu chiến. Hắn nói xong híp mắt chờ đợi đối phương đáp lại. Thật ra quyết đấu cũng không trọng yếu, quan trọng là dụ ra người ngự quỷ núp trong lâu đài. Nếu đối phương chịu lộ mặt thì Dương Gian sẽ không giảng võ đức lập tức triệu tập tất cả chó dữ giết chết kẻ đó. Người đàn ông nước ngoài mặc áo giáp im lặng một lúc sau mở miệng đáp lại, người ấy sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hiển nhiên đối phương cũng không ngu, không có mắc mưu. Vậy không bàn nữa, Dương Gian tiếp tục xoay người rời đi. Người đàn ông nước ngoài đứng ở cửa lâu đài lại lần nữa lớn tiếng nói, nếu ngươi cảm thấy không công bằng có thể chọn lựa một người thay thế ngươi quyết đấu với ta. Dương Gian vẫn không để ý, càng lúc càng xa. Đồ nhát cái gan chuột, người đàn ông nước ngoài tức giận mắng chửi. Hắn sốt ruột hy vọng Dương Gian đồng ý, như vậy mới có khả năng lật ngược tình thế, nếu không thì thật sự như Dương Gian nói. Lần sau Dương Gian mang mấy nghìn người đi vào trong mộng, thế thì chắc chắn không có cơ hội giữ gìn lâu đài mộng yểm. Người của quốc gia các ngươi đều là một đám nhát gan, vĩnh viễn không dám chính diện đánh với chúng ta, chỉ biết giở trò sau lưng. Người này tiếp tục nhục mạ, muốn kích động Dương Gian. Dương Gian nghe không nổi nữa, chỉ cảm thấy người này rất ồn ào, muốn làm đối phương lập tức biến mất. Dương Gian lần nữa dừng bước chân, tiếp đó nói, nếu ngươi hôm nay muốn chết như vậy thì ta sẽ giúp một tay. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, 5 phút sau ta sẽ khiến một người cùng ngươi quyết đấu, lấy tòa thành này làm tiền đặt cược. Hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa. Người đàn ông nước ngoài đáp lại bằng giọng điệu vui sướng. 5 phút sau gặp lại. Dương Gian không nhiều lời nữa, dắt chó đi xa khuất, cuối cùng rời khỏi lâu đài cổ quay về thôn trang yên tĩnh. Dương Gian bắt đầu suy nghĩ, kêu ai thay, mình làm thịt người đàn ông trong lâu đài đó đây. Giây lát sau, mắt Dương Gian lóe tia sáng nhìn hướng trường học cũ kỹ gần thôn trang. Trương Tiện Quang, quyết định là người này. Không ai phù hợp yêu cầu hơn Trương Tiện Quang, dù bây giờ Trương Tiện Quang bị Dương Gian nhốt nhưng người này vẫn là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Dương Gian mang theo chó giữ đi hướng trường học. Chốc lát sau, Dương Gian đứng trước cửa một phòng học, đẩy mở cửa. Một người đàn ông đang đứng yên trên bục giảng, mở miệng giảng bài, chỉ có một học sinh, đó là Triệu Tiểu Nhã. Tuy bề ngoài của Triệu Tiểu Nhã là thiếu nữ nhưng tuổi thật chỉ có 6, 7 tuổi. Dương Gian đến khiến buổi học này tạm ngừng. Ngươi quấy rầy ta lên lớp, nếu muốn tiến vào tốt nhất là trước tiên gõ cửa. Trương Tiện Quang bình thản nói. Dương Gian hỏi, dạy thế nào? Không quá lý tưởng, còn cần một ít thời gian, như thế nào, ngươi đợi không kịp muốn dùng Triệu Tiểu Nhã. Hay lần này là cố ý lại đây trừ bỏ ta? Trương Tiện Quang đặt câu hỏi, nhìn trong tay Dương Gian cầm đao lớn từ khi nào. Dương Gian ném cây đao đi, rớt xuống trước mặt Trương Tiện Quang. Ta không phải tới nơi này giết ngươi, ngược lại ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Trương Tiện Quang cười lên, ngươi dám thả ta ra ngoài sao? Ta mà thoát khốn thì khó mà nhốt lại lần thứ hai. Không phải bên ngoài, là ở đây, Dương Gian nói. Trương Tiện Quang hỏi, trong thế giới quỷ mộng do ngươi tự quyết định, nơi này chẳng lẽ còn có ai mà ngươi không giết được? Dương Gian đáp, gần đây chó giữ trong quỷ mộng xâm nhập một tòa lâu đài trong thế giới mộng yểm,
Tòa lâu đài đó vốn dễ xâm nhập nhưng bị đối phương kéo thêm người vào lâu đài ngăn chó giữ của ta lại. Ngươi hãy giết hắn, đánh chiếm lâu đài, ta có thể cho ngươi tự do hoạt động trong phòng học này. Nói xong, hắn khiến chó giữ giải trừ hạn chế với Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang lập tức khôi phục hành động, hắn cử động cơ thể cứng ngắc, liếc nhìn cây đao lớn dưới chân. Đao đó không phải vật phẩm linh dị, chỉ là vũ khí lạnh bình thường, nhưng kiểu dáng giống đao lúc trước Trương Tiện Quang dùng, khá tiện tay. Ta không thích giết người, đặc biệt là giúp người khác giết người vô tội. Dương Gian đáp lại, đó là một người nước ngoài. Người nước ngoài cũng không hoàn toàn xấu xa, cũng có người lương thiện, vô tội, Trương Tiện Quang nói. Dương Gian nói, người nước ngoài đó mắng người của nước chúng ta đều là kẻ hèn nhát. Vậy còn chờ cái gì? Xuất phát đi. Trương Tiện Quang lập tức nhặt cây đao lớn lên. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2874, Quyết đấu 1. Dương Gian mang theo Trương Tiện Quang đi trong thế giới mộng, ung dung đến gần lâu đài kiểu u cũ kỹ ở phương xa. Chó giữ theo sát bên cạnh Dương Gian, tùy thời đề phòng Trương Tiện Quang đã tự do hành động. Dù ở trong thế giới mộng thì Dương Gian vẫn cực kỳ cảnh giác Trương Tiện Quang, sẽ không cho Trương Tiện Quang có chút cơ hội nào tới gần mình. Dương Gian không muốn thanh đao mà Trương Tiện Quang cầm trong tay đột nhiên chém vào người mình. Mà Trương Tiện Quang rất rõ ràng Dương Gian đề phòng mình nên cũng không cố ý tới gần, giữ khoảng cách nhất định mà hai bên ngầm hiểu. Trương Tiện Quang vừa đi vừa hỏi thăm, Hà Nguyệt Liên hiện tại thế nào rồi? Khá tốt, nàng ta đang quen thuộc sức mạnh linh dị của chính mình, nếu hết thảy thuận lợi thì tổng bộ sẽ có thêm một nữ đội trưởng. Dương Gian bình tĩnh nói. Trương Tiện Quang cười nói, các ngươi thật sự yên tâm nàng ấy thế sao? Nên biết nàng ấy có khả năng sẽ lại thực hành kế hoạch đào hoa nguyên, ngày nào nàng ấy còn sống thì kế hoạch này vẫn còn dịp làm lại. Nếu ngươi không muốn trông thấy cảnh tượng đó phát sinh thì ta kiến nghị ngươi xử lý nàng, hoàn toàn loại bỏ tai họa ngầm. Ngươi cảm thấy kế ly gián của ngươi hữu dụng với ta sao? Dương Gian liếc mắt một cái nói, đừng nhớ mong kế hoạch của ngươi nữa, lúc trước ngươi đã thất bại, hiện tại càng không thể nào thành công. Nếu ngươi không muốn tán gẫu đề tài này thì thôi khỏi nói. Trương Tiện Quang không nhiều lời nữa, ngược lại nói, hãy nói về tòa lâu đài kia đi. Dương Gian nói, chẳng có gì để nói về lâu đài mộng yểm cả, chỉ cần ngươi thắng đối phương, hết thảy đều kết thúc. Đám người nước ngoài đó bắt đầu không yên phận phải không? Trương Tiện Quang nói, linh dị của mộng yểm xuất hiện ở nơi này, việc này chứng minh ngươi trước kia từng bị tập kích. Đám người nước ngoài thậm chí muốn giết đội trưởng của tổng bộ, mục đích hiển nhiên không đơn giản, xem ra bọn họ lại nổi lòng lang dạ sói, đám người trẻ tuổi các ngươi chơi thắng được họ không? Dương Gian hỏi, ngươi đã đấu với chúng ta rồi, cảm thấy thế nào? Trương Tiện Quang hỏi, muốn nghe lời nói thật. Dương Gian đáp lại, nói dối có ý nghĩa sao? Trương Tiện Quang cười nói, bọn họ đông người, thực lực tổng thể không yếu, hợp sức thì đám đội trưởng tổng bộ các ngươi không đánh lại. Huống chi đối phương có ý tưởng xuống tay trước là hơn, tiêu diệt từng phần. Ngươi là lỗ hổng để chúng đột phá, nhưng may mắn ngươi chống đỡ, chẳng những không bị gì còn giữ lại phần linh dị mộng yểm của đối phương ở đây. Có một kế hoạch, muốn nghe không? Ngươi còn có kế hoạch? Dương Gian hỏi. Trương Tiện Quang nói, đối phương tỏ rõ không muốn buông bỏ lâu đài mộng yểm, nếu đã vậy thì ngươi dứt khoát giảm lại tốc độ xâm nhập lâu đài mộng yểm, tiếp đó dẫn bọn họ lại đây giết từ từ, cho bọn họ có thời gian kêu viện binh. Ta không cần. Dương Gian rất dứt khoát từ chối. Ngươi cũng từng nói, đối phương không muốn buông bỏ sức mạnh linh dị mộng yểm, đủ chứng minh sức mạnh linh dị này rất có giá trị, đã như vậy tại sao không nắm giữ nó trong tay mình? Chờ, chó giữ cắn nuốt mộng yểm thì chó giữ sẽ trở thành ác mộng của đối phương. Ta không muốn cho kẻ địch hy vọng, cho dù là hy vọng giả dối, ta chỉ muốn cho kẻ địch tuyệt vọng. Tuổi không lớn mà tính khí lớn thật. Trương Tiện Quang cười cười, có mấy phần khích lệ. Tới rồi, rất nhanh. Dương Gian mang theo chó giữ, cùng với Trương Tiện Quang trở lại trước cửa lớn lâu đài kiểu u cũ kỹ. Giờ phút này cửa lớn mở rộng, đứng trước cửa không chỉ có một người nước ngoài mặc áo giáp, cầm vũ khí lạnh mà có hơn 10 vị. Những người này cao to vạm vỡ, dáng người cường tráng. Hiển nhiên ở hiện thực cũng rất mạnh mẽ, tuy khổ người như vậy không có tác dụng gì trong giới linh dị, nhưng ở thế giới mộng yểm thì sức lực như vậy ngược lại là một loại ưu thế. Đối phương muốn chơi xấu,
Trương Tiện Quang nhìn lướt qua, mở miệng nói. Dương Gian nói, có thấy, sau khi đối phương khiến ta đồng ý đánh cuộc liền sắp xếp đổi người. Kéo mấy cao thủ vào thế giới mộng yểm, người ngự quỷ thì nấp vào không dám cược mạng với ta, bọn họ cũng sợ vô cớ chết ở chỗ này. Hiện tại, ngươi có nắm chắc không? Trương Tiện Quang cầm đao to bước lên trước, nếu cả đám xông lên thì ta không nắm chắc, nhưng một chọi một là chịu chết, cố gắng nhanh chóng kết thúc đi, xử lý những tên kia xong ta muốn trở lại giảng bài. Đội trưởng Dương, ngươi quả nhiên là một người giữ chữ tín, vị này chắc là giúp đỡ mà ngươi tìm được. Nhưng chúng ta bỗng có quyết định là đổi một người quyết đấu với người mà đội trưởng Dương chọn. Đội trưởng Dương hãy yên tâm. Hứa hẹn lúc trước vẫn có hiệu quả. Nếu anh em của ta thua thì chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, không xuất hiện nữa. Một người nước ngoài bước ra, đội mũ giáp che khuôn mặt, khiến người xem không rõ mặt mũi. Giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ mặt ra là sợ ta ghi nhớ mặt mày của các ngươi, sau đó cưỡi máy bay đi nước ngoài xử. Lý các ngươi sao? Dương Gian liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Người đàn ông nước ngoài xa lạ kia không tức giận, cười nói, đội trưởng Dương hãy bình tĩnh lại, giữa chúng ta không có xung đột, hãy để cuộc quyết đấu này thuận lợi tiến hành đi. Người anh em của ta hơi mất kiên nhẫn chờ rồi, hắn rất hy vọng lập tức bắt lấy thắng lợi, kết thúc cơn ác mộng này. Muốn đánh thì hiện tại có thể bắt đầu, nhưng trước đó hãy kêu người của ngươi cởi giáp ra, nếu không ta có lý do hoài nghi các ngươi muốn kéo dài thời gian. Dương Gian liếc mắt hướng lâu đài dần yên lặng. Hắn lo lắng chó dữ bị quét sạch, thế giới mộng yểm thoát khỏi khống chế. Đương nhiên, người đàn ông nước ngoài bước tới vỗ một người đàn ông mặc áo giáp đứng gần đó, cố lên người anh em. Thắng người này thì ta cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ, nếu không thắng được, ngươi biết thủ đoạn của ta rồi đây. Người đàn ông cao lớn kia không nói chuyện, cởi bộ giáp dày nặng trói buộc chính mình xuống. Lộ ra một người đàn ông nước ngoài vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, cao cỡ 2 mét. Người đàn ông nước ngoài vạm vỡ đầu chọc, xăm đầy mình, trên da để lại nhiều vết sẹo. Hiển nhiên người này không phải tập gym cho đô người mà có kinh nghiệm chém giết phong phú. Ở thời đại tìm một người có sức nặng như thế, vừa có kinh nghiệm đánh nhau bằng vũ khí lạnh thì không dễ chút nào. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2875, quyết đấu 2. Người đàn ông vạm vỡ này nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang, trong mắt mang theo sát ý, tay chỉ cầm một thanh kiếm lớn bước nhanh ra lâu đài cũ kỹ. Trong lâu đài, người đàn ông nước ngoài kia nghiêm túc nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải thắng đối phương. Hơi thú vị, Trương Tiện Quang nhìn chăm chú người đàn ông nước ngoài vạm vỡ, lại nhìn vũ khí của đối phương, ngửi, được một chút hung hiểm. Người đàn ông vạm vỡ hiển nhiên cũng không lỗ mãng, hắn rất cẩn thận, hơi khom lưng cong người. Thân thể giống như lò xo căng ra chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xử lý kẻ địch, cây kiếm to trong tay hắn vừa dài vừa nặng, về cự ly hay sức nặng đều có ưu thế tuyệt đối. Người bình thường đụng phải tên này chắc chắn chưa tới gần đã bị chém một nhát thành hai khúc. Dù may mắn tránh thoát nhưng khi bị áp sát, với ưu thế hình thể của đối phương chắc chắn sẽ bỏ binh khí trong tay, vật lộn với ngươi, kết quả là chính mình bị bẻ cổ ngọt xớt. Dù ngươi có thể tổn thương đến đối phương, nhưng miễn là không thể một kích giết chết, đối phương cũng có thể dùng một lần bị thương đổi lấy mạng sống của ngươi. Ánh mắt của Trương Tiện Quang cực kỳ bình tĩnh, đụng phải loại người này không có cơ hội chém ra nhát đao thứ hai, lần đầu tiên va chạm phải hạ gục được đối phương. Trương Tiện Quang lập tức hành động. Trương Tiện Quang một tay cầm chuôi đao rồi kéo lê nó lao nhanh về phía người đàn ông vạm vỡ. Thân thể thoạt nhìn gầy yếu giờ phút này bày ra tốc độ và sức mạnh khó tin. Giây phút này hắn điều động tất cả cơ năng của thân thể, sản sinh sức bật vượt qua bình thường. Trong lâu đài có người hét to cổ vũ cho người đàn ông vạm vỡ, John, tên kia đến, xử lý hắn đi. Người đàn ông vạm vỡ John không chút sợ hãi đối diện Trương Tiện Quang một tay kéo lê đao chạy nhanh tới. Bình tĩnh đứng yên tại chỗ, trong tay nắm chặt kiếm lớn, định dùng tư thế phòng ngự nghênh đón chiêu thức kỳ lạ của người này. Đây là kéo lê đao tích xúc sức mạnh. Dương Gian nhìn động tác đó của Trương Tiện Quang liền lục tìm ký ức tương quan trong đầu. Loại thủ đoạn này rất cực đoan, chỉ sức bật, thể lực đều không như đối thủ mới sẽ dùng chiêu thức này. Tướng võ cổ đại thường là cưỡi ngựa tích xúc sức mạnh, người nương sức lực con người, chém ra sức mạnh khiến đối thủ khó mà chống đỡ, một đao chém chết đối thủ. Nhưng Trương Tiện Quang không có ngựa để cưỡi,
chỉ có thể dùng hành trình ngắn tiến lên để tích trữ sức mạnh. Dương Gian nheo mắt thầm nghĩ, Trương Tiện Quang đang đánh cuộc người nước ngoài không hiểu được chiêu thức kia, cũng đang cược người tên John quá mức cẩn thận, không dám mới giao thủ đã phân ra sống chết. Chỉ cần chiêu đầu tiên đối phương không dám dốc hết sức đỡ nhát đao kia thì sẽ bị yếu thế, vũ khí lạnh đánh nhau trong truyền thống. Bị áp chế trong đợt va chạm đầu thì Trương Tiện Quang có thể giành chém nhát thứ hai trước. Nhát thứ hai nhanh tay hơn thường là chí mạng. Cho nên đây không chỉ là so đấu về kỹ xảo còn có gan dạ. Đến, Trương Tiện Quang giây lát lao lên trước mặt người đàn ông nước ngoài vạm vỡ tên John, bỗng nhiên dừng bước chân, đao tích xúc sức mạnh kéo theo tất cả sức mạnh của thân thể chém xuống. Cơ bắp toàn thân John căng cứng, thân thể vạm vỡ mang đến sức mạnh to lớn cho hắn, cánh tay hắn nổi gân xanh, nắm chặt kiếm lớn lựa chọn đỡ nhát đao kia. John cho rằng đỡ được nhát đao kia thì có thể vứt bỏ vũ khí, đè người gầy yếu này ngã xuống đất, hai, ba đấm đánh xỉu người kia, thoải mái bắt lấy chiến thắng này. Nên khi đỡ đòn John giữ lại sức, chuẩn bị đánh trả. Bùm! Vang tiếng va chạm, sức mạnh to lớn bùng nổ, phát sinh chuyện khiến người không ngờ, cơ hồ trong nháy mắt. Kiếm lớn trong tay John bị Trương Tiện Quang chém một đầu cắm xuống đất, điều này khiến John hơi sợ siết chặt chuôi kiếm mới không bị đánh bay vũ khí. Sao sức lực của tên này lớn như vậy? Nguy rồi! John phản ứng lại, hắn biết chính mình giờ phút này đã không kịp điều chỉnh vũ khí, hai tay nhanh chóng ném kiếm lớn. Định đánh sáp lá cà đè Trương Tiện Quang ngã xuống đất, buộc đối phương bỏ đi vũ khí, không cho có cơ hội phản kích. Nhưng đã muộn, Trương Tiện Quang không thể nào cho hắn cơ hội này, lập tức điều chỉnh lưỡi đao chém xéo xuống cổ của John. Hộp sọ quá cứng, Trương Tiện Quang không tự tin khi không gồng sức thì có thể một nhát chém đứt đầu của đối phương, lựa chọn cổ là chính xác nhất. Phập! Không có gì bất ngờ xảy ra, đao lớn khảm vào cổ của John, nhưng chỉ đi vào một nửa, thân đao bởi vì hết đà mà mắc kẹt trong kẽ xương, không thể chém đứt lìa cái đầu. Quả nhiên, không có sức mạnh linh dị thì chém đầu người cũng không lưu loát. Trương Tiện Quang không chần chừ, lập tức rút đao lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Máu tươi dọc theo thân đao kẹt ở cổ phun ra ngoài, John vươn tay muốn bắt lấy Trương Tiện Quang nhưng cảm giác sức lực bỗng chốc bị rút cạn, thân thể mất cân bằng trực tiếp ngã trên mặt đất. Đáng chết! Người khác trong lâu đài trông thấy cảnh này thì vừa tức vừa giận, hẳn là không thể chấp nhận kết quả này. John to khỏe như vậy mà mới chạm mặt đã bị đối phương giết. John bị giết không quan trọng, quan trọng là khiến bên mình thua ván cược này. Khóe môi Dương Gian cong lên, thắng. Quả nhiên, trong đánh nhau sống chết thì Trương Tiện Quang hơn một bậc, tuy thực lực tổng hợp của đối phương vượt trên Trương Tiện Quang nhưng không có dũng khí được ăn cả ngã về không. Người như vậy đánh lôi đài tuyệt đối vô địch, nhưng đây không phải sân đấu. Thấy John ngã xuống, Trương Tiện Quang mới mặt không cảm xúc đi qua, cầm đao kẹt trên cổ của John rút ra. Cơ thể John co giật, không có phản ứng. Trương Tiện Quang cũng không mềm lòng nhẹ tay, lại giơ cao đao lớn chém xuống cần cổ tuôn máu của người đàn ông vạm vỡ. Sau một nhát đao, một cái đầu chọc xăm hình lăn xuống, cơ thể dãy dụa hoàn toàn không còn động tĩnh. Dương Gian bước tới trước, nói, ta thắng trận so đấu này, giờ thì cút cho ta, rời đi tòa thành này. Đội trưởng Dương, ta ghi nhớ ngươi. Người đàn ông nước ngoài nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không muốn buông bỏ lâu đài mộng yểm chút nào, nhưng không làm gì được, cuộc so đấu này là cơ hội cuối cùng, bọn họ không có tư cách chơi xấu. Không phục thì báo tên, ta ngồi máy bay đi nước ngoài đánh một trận với ngươi. Dương Gian lạnh lùng cười nói, không cần, chúng ta về sau khẳng định còn có cơ hội gặp mặt. Người đàn ông nước ngoài kiềm nén tức giận nói, chúng ta rời khỏi nơi này, buông bỏ tòa thành này. Người khác lặng im không lên tiếng, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Dương Gian, xoay người đi vào sâu trong lâu đài. Rất nhanh, một đám người biến mất trong tầm mắt. Dương Gian hét hướng lâu đài, các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ rút lui, tới giờ thì ta sẽ dọn dẹp lâu đài, ai ở lại là kẻ đó phải chết. Trong lâu đài không có đáp lại, nhưng chó dữ phát ra động tĩnh càng lớn. Bọn họ đúng là đã rút lui. Trương Tiện Quang hất vết máu dính trên đao đi, đã tới đây rồi thì lần này một hơi tiếp thu lâu đài luôn, đỡ khỏi phải lần sau lại có phiền phức. Dương Gian nói, ta cũng nghĩ như vậy, đợi 10 phút, ta với ngươi cùng nhau đi nhìn xem. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
chương 2876, nơi mới một. 10 phút sau, Dương Gian cùng Trương Tiện Quang bước chân vào lâu đài kiểu u cổ kính này. Trong lâu đài tĩnh lặng không có một ai, chỉ có chó dữ ngẫu nhiên lang thang xung quanh. Dường như đám người lúc trước thua cuộc so đấu thật sự thực hiện hứa hẹn, rút khỏi lâu đài mộng yểm, buông bỏ ý định đoạt lại tòa thành này. Nhưng Dương Gian không tin đám người nước ngoài này, hắn muốn tự mình tiến đến điều tra, đồng thời xử lý người khống chế lâu đài mộng yểm. Chỉ có như vậy, chó dữ mới có thể hoàn toàn kết thúc cuộc đối kháng trong mộng này. Dương Gian vừa tuần tra lâu đài cũ kỹ sập sệ vừa mở miệng hỏi, hình như ngươi từng luyện, võ, còn luyện rất giỏi, trong giới linh dị rất hiếm gặp. Trương Tiện Quang thuận miệng nói, ta cũng không phải lần đầu ở trong mộng giết người, không có một chút võ nghệ thì không sống trong thế giới của quỷ mộng nổi. Nếu ngươi có rảnh thì đề nghị ngươi cũng nên luyện tập, phòng trước vô lo. Hiển nhiên Trương Tiện Quang từng tiếp xúc với linh dị của quỷ mộng nên mới chuẩn bị cho điều này. Thì ra là vậy, ta sẽ nghe ý kiến của ngươi, khi nào rảnh sẽ huấn luyện bản thân, ít nhất phải thắng ngươi mới được. Dương Gian cảm thấy chính mình ở trong mộng dù sao cũng ăn không ngồi rồi, luyện tập võ nghệ không ảnh hưởng cái gì, huống chi trong đầu của hắn có dự trữ ký ức về mặt này. Ta đã là kẻ thất bại, không cần thiết so bì với ta. Trương Tiện Quang nói, có khi ta cảm thấy sống trong thế giới mộng này khá tốt, ít nhất cảm thấy thân thiết. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng khiến ta nhặt lại nhiều tình cảm đã mất, nói thật thì ta hơi thích nơi này. Dù sao ngươi cũng không ra được. Dương Gian bình tĩnh nói, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Trương Tiện Quang hỏi, chuyện gì? Dương Gian hỏi thăm, có một tòa thị trấn, mỗi khi buổi tối buông xuống sẽ có biển hiệu lấp lánh đèn neon. Vô số vong hồn lang thang trên đường cái, những vong hồn này sẽ biến thành người thân thiết nhất của ngươi quấn quýt lấy ngươi. Ngươi biết nơi như vậy không? Trương Tiện Quang nói, ta từng cưỡi xe buýt quỷ đi rất nhiều chỗ, ngươi nói thị trấn kia thì ta cũng đi rồi, ta gọi thị trấn đó là thành phố chết. Nhưng ta không nghiên cứu tìm tòi nhiều, bởi vì nơi đó quá mức nguy hiểm, cho dù là người ngự quỷ mạnh cỡ nào cũng không dám sinh hoạt trong thành phố chết đó lâu. Đương nhiên, ta cũng nghiên cứu vong hồn trên con đường kia rồi, ngươi nói đúng. Nếu ngươi có thể thành công mang một vong hồn ra thì nó sẽ trở thành người thân mà ngươi muốn sống hơn nữa thành công, ta hồi sinh người mẹ đã chết. Trương Tiện Quang chậm rãi nói, thổ lộ ra một sự thực kinh người. Không ngờ Trương Tiện Quang thật sự thành công mang một vong hồn ra khỏi con đường vong hồn kia. Kết quả thế nào? Dương Gian có chút sửng sốt, sau đó tiếp tục hỏi. Trương Tiện Quang nói, thứ đó mang bộ dạng giống hệt người thân trong trí nhớ của ngươi nhưng có kỳ hạn, không giữ được quá lâu. Theo thời gian dần trôi, hành vi của người thân sẽ trở nên càng lúc càng kỳ dị, thí dụ như đêm khuya bắt đầu mất ngủ, đi loanh quanh trong phòng tối, lúc nấu cơm bị phỏng tay mà không có cảm giác gì, thí dụ như bắt đầu ăn thịt sống. Ta không thể chịu đựng được biến đổi đó, cho nên ta tự tay đưa vong hồn quay về. Kỳ hạn là bao lâu? Dương Gian hỏi. Nửa năm. Trương Tiện Quang nói, nhưng nếu như có thể chịu đựng những hành vi kỳ lạ này thì có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn. Nhưng vô nghĩa, giả chung quy là giả, nếu ngươi muốn sống lại người chết, khuyên ngươi đừng làm như vậy, ta có một biện pháp tốt hơn. Dương Gian kinh ngạc hỏi, còn có cách khác? Trương Tiện Quang đáp, sống lại người chết không phải chuyện khó trong giới linh dị, ta từng thử rồi, từng thăm dò các loại phương pháp, đến hiện nay phương pháp gần nhất với chết đi sống lại chỉ có một. Nhưng ta không muốn nói cho ngươi, bởi vì bất cứ phương pháp nào đều có thiếu sót. Đuổi theo loại chuyện này chỉ là lãng phí thời gian, ngươi không nên lãng phí thời gian vào chuyện này. Ngươi có việc quan trọng hơn cần làm, ta rất mong đợi thành tựu tương lai của ngươi. Ta không muốn sống lại, ta chỉ muốn hỏi thăm chuyện ở thị trấn Bạch Thủy. Dương Gian nói, ngươi muốn biết chuyện ở thị trấn Bạch Thủy thì ta có thể nói nhiều thêm một câu cho ngươi, nhưng lo giải quyết chuyện này ở đây trước đã. Ta khó khăn lắm mới đi ra một chuyến, không muốn chưa làm xong chuyện gì đã trở lại. Trương Tiện Quang nói, Dương Gian thấy tình cảnh này cũng không tiếp tục truy vấn. Hai người tìm kiếm một vòng, cuối cùng đi tới một chỗ sảnh lớn nằm sâu trong lâu đài. Chính giữa sảnh lớn có một bàn tròn lớn, quanh bàn tròn trống rỗng không có một người, không đúng, còn có một người. Có một người phụ nữ nước ngoài không bắt mắt đang ngồi trong một góc khuất cạnh bàn tròn, nàng rất bình tĩnh, dường như sớm ở đây lặng lẽ chờ đợi Dương Gian đến. Dương Gian dừng bước chân, nhìn chằm chằm người phụ nữ này từ trên xuống dưới. Trực giác nói cho Dương Gian,
người phụ nữ này là người ngự quỷ khống chế linh dị mộng yểm. Ta tên Joe, ông Dương, ta ở đây đợi ngươi thật lâu. Người phụ nữ nước ngoài bình tĩnh nói, chủ động chào Dương Gian. Giết nàng ta thì tòa thành này sẽ hoàn toàn bị chó dữ chiếm cứ, thế giới trong mộng lại có thêm một kiến trúc. Trương Tiện Quang nói, Dương Gian nhìn chằm chằm người phụ nữ này, hỏi, đồng bọn của ngươi đâu? Bọn họ thật sự vứt bỏ ngươi. Người phụ nữ nước ngoài tên Joe nói, ông Dương, đây không phải là điều ngươi luôn hy vọng sao? Dương Gian bật cười lạnh lùng nói, đừng giả vờ vô tội, thật là khiến người xem buồn nôn. Hãy nhớ kỹ lại lúc trước là ai chủ động kéo ta đi vào trong mộng, muốn giết ta tại đây. Joe nói, nhưng ngươi đã thắng bọn họ, thậm chí là xử lý vài người. Hiện giờ Dương Gian bước nhanh đi tới, thắng. Ngươi xem đây là game hay trận so tài. Tranh đấu giữa chúng ta không phải phân thắng thua liền có thể kết thúc, cần phân rõ sống chết. Ngươi chung bọn với chúng, ở trong mắt ta là nhất định phải trừ bỏ, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội tự sát, dù sao khiến thứ kia ra tay thì ngươi chết khá thảm. Dương Gian liếc qua, một con chó dữ to lớn nhe răng đi tới gần Joe, bộ dạng háo hức khiến người cảm thấy sởn gai ốc. Joe im lặng một lúc, nàng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Gian, ánh mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Nàng không muốn chết, hơn nữa nàng cảm thấy chính mình có quyền sống sót, ai cũng không thể tước đoạt. Nhưng đồng đội đã buông bỏ nàng, bởi vì người khác biết không giữ được lâu đài mộng yểm, phương pháp kéo người vào mộng chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể giành được thắng lợi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2877, nơi mới 2. Joe chậm rãi đứng lên từ chiếc ghế, ta sẽ không dễ dàng buông bỏ. Đương nhiên, ngươi có tư cách đấu tranh, cho nên có thủ đoạn gì thì nhanh chóng dùng. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh nói. Joe không nói chuyện, vách tường sau lưng nàng bong ra lộ một bộ giáp đầy rỉ sét, tay cầm kiếm dài, đội mũ giáp. Bên trong áo giáp không có người, bởi vì có thể thông qua kẽ hở áo giáp xem rõ ràng bên trong là trống rỗng, nhưng kỳ dị là áo giáp này nhúc nhích vùng ra khỏi bức tường. Một bộ giáp có thể hoạt động. Trong thế giới này tất cả linh dị đều sẽ mất đi hiệu lực mới đúng. Dương Gian híp mắt, theo sau lại nhìn thấy thân thể của Joe nhanh chóng mơ hồ, dường như đang biến mất. Thì ra là vậy, bộ giáp này là vật phẩm linh dị gửi trong mộng yểm, cũng là ngọn nguồn linh dị của lâu đài này. Ngươi rất điên cuồng, từ bỏ khống chế mộng yểm, muốn thả ra ác quỷ giết ta. Hắn xem thấu. Tựa như ngọn nguồn của thế giới quỷ mộng là chó dữ, lâu đài mộng yểm cũng có ngọn nguồn. Lúc trước ngọn nguồn là người phụ nữ nước ngoài tên Joe. Nhưng lúc này, Joe lựa chọn ác quỷ thức tỉnh, thế là nàng mất quyền điều khiển cõi mộng, ngọn nguồn biến thành bộ giáp có ác quỷ bám trên đó. Đây là lựa chọn tốt nhất, nếu các ngươi chịu từ bỏ thì ta có thể dừng lại tất cả điều này. Joe nhìn chằm chằm Dương Gian nói, ngây thơ. Dương Gian không dao động, ngươi muốn chết ta cũng không ngăn cản ngươi, nếu ngươi lựa chọn ác quỷ thức tỉnh, vậy ngoan ngoãn biến mất, đi. Chuyện còn lại không liên quan tới ngươi, ta lo phần ứng đối linh dị mộng yểm này. Các ngươi sẽ hối hận, nó sẽ giết hết các ngươi. Joe cắn răng nói, thân thể của nàng càng mơ hồ, đồng thời bộ giáp rỗng sau lưng nàng hành động cũng càng thường xuyên. Đợi làm gì, ngươi nhanh chóng biến mất đi. Dương Gian có chút không kiên nhẫn, muốn cho người phụ nữ nước ngoài này nhanh chóng đi chết. Người phụ nữ nước ngoài tên Joe lựa chọn ác quỷ thức tỉnh, như vậy đại biểu cho không có đường quay về. Nàng không thể làm Dương Gian sợ rụt vòi. Cuối cùng chỉ có thể bị linh dị xâm thực, ý thức tiêu tan, thân thể cũng hoàn toàn rời khỏi lâu đài mộng yểm. Tuy người phụ nữ nước ngoài đã chết nhưng để lại cục nợ cho Dương Gian. Sự tình kết thúc, ta nên trở lại. Trương Tiện Quang giờ phút này rõ ràng không định ra tay, cất đao đi, xoay người bước đi. Dương Gian hỏi, ngươi đi vậy sao? Trương Tiện Quang nói, đối phương hoàn toàn buông bỏ mộng yểm, bọn họ không thể vào tòa thành này nữa. Chó dữ chiếm lấy nơi này chỉ là vấn đề về thời gian, không cần thiết đấu với ác quỷ, lỡ như bị quỷ giết thì lỗ to. Có đạo lý, Dương Gian suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy không cần thiết đấu tới cùng với quỷ, lỡ như bị quỷ một nhát chém chết là lỗ lớn. Dương Gian ra lệnh cho chó dữ, cắn chết thứ này, chiếm đóng lâu đài này. Không còn đối phương can dự, số lượng chó dữ tăng thêm, chỉ một lát đã có 6, 7 con chó dữ xuất hiện trong sảnh lớn. Chúng nó bao vây bộ giáp, gầm giống nhào tới.
Bộ giáp cũ kỹ chẳng những cứng rắn, hơn nữa hoạt động cực kỳ linh hoạt. Kiếm dài chuyển động nhanh trong không trung nửa vòng, một kiếm chặt đứt ba con chó dữ. Nhưng số chó dữ còn lại đẩy ngã bộ giáp xuống đất, điên cuồng cắn xé. Tuy rằng áo giáp rất cứng nhưng dần móp mép, có chút hiệu quả. Nhưng giây sau, đám chó dữ còn lại bị áo giáp giết chết. Như vậy quá chậm, ta không muốn đợi quá lâu. Dương Gian nói, ngươi chém nó một nhát có thể rút ngắn mảng lớn thời gian chó dữ đối kháng. Trương Tiện Quang vốn định rời đi giờ phút này thở dài, được rồi. Sau đó chó dữ lại xuất hiện nhào lên, Trương Tiện Quang cũng vội vàng đi theo. Lần này chó dữ vẫn bị giết, nhưng Trương Tiện Quang chém một nhát chặt đứt cánh tay cầm kiếm dài của áo giáp. Mất đi vũ khí, áo giáp kỳ dị thành khúc xương nghiến răng của chó dữ, bị tùy ý cắn xé. Áo giáp dần tan rã, biến mất khi bị cắn xé. Không lâu sau, lâu đài sẽ hoàn toàn trở thành một phần trong thế giới quỷ mộng. Được rồi. Dương Gian thấy vậy, cảm thấy hiệu suất không tệ, không để ý nữa, đưa Trương Tiện Quang rời khỏi đây quay về phòng học. Ta giữ lời hứa, sau này ngươi có thể hoạt động tự do trong phòng học, nhưng không thể đi ra nơi này. Đủ rồi, Trương Tiện Quang nói, ném chả đao dài cho Dương Gian. Dương Gian nhận lấy, để lại chó giữ giám thị. Tạm thời đừng cho Triệu Tiểu Nhã tạm ra khỏi đây, tư tưởng hiện tại của con bé còn rất nguy hiểm, thả ra thì sẽ có phiền phức. Trương Tiện Quang nói, ta tạm thời chưa cần một đứa trẻ hỗ trợ, cô bé sẽ phải ở nơi này rất lâu, mãi cho tới khi khôi phục bình thường. Dương Gian nói, Trương Tiện Quang lại nói, lại cho ngươi một kiến nghị miễn phí, khi có năng lực hãy cố gắng kiếm nhiều tiền quỷ, về sau cần dùng thứ này, cố kiếm nhiều vào. Tiền quỷ sao? Dương Gian trầm ngâm một chút, hắn biết thứ này rất hữu dụng, nhưng ít có con đường để kiếm nó, rất khó tìm trong giới linh dị. Dương Gian cảm thấy có thể đi tổng bộ thử vận may. Mang theo ý tưởng này, hắn một mình một người rời khỏi nơi này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2878, bữa sáng đơn giản 1. Khi Dương Gian thoát khỏi quỷ mộng tỉnh lại, thì đã là sáng sớm hôm sau. Tuy mất nhiều thời gian, nhưng tin tốt là đã thuận lợi bắt lấy lâu đài mộng yểm. Qua vài ngày nữa chó dữ sẽ khống chế sức mạnh linh dị mới, đây xem như một chuyện tốt đáng giá mong đợi. Ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh vang lên giọng nói của Giang Diễm, nàng dụi mắt, mới vừa tỉnh dậy. Dương Gian hỏi, sao ngươi ở trong phòng của ta? Giang Diễm đáp, hôm qua ta thấy phòng của ngươi sáng đèn nên vào cùng ngươi, lúc trước ngươi không thích ngủ mà, sao lần này ngủ lâu như vậy? Ta còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì, hại ta lo lắng tới khuya, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa nên thiếp ngủ. Dương Gian thuận miệng nói, ta nằm mơ. Mơ thấy gì? Giang Diễm chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Dương Gian nói, đương nhiên là thấy ác mộng, ngươi muốn biết thì đưa cuốn sổ của ta qua đây, ta muốn ghi lại việc phát sinh ở thị trấn Bạch Thủy và đêm qua. Được, ta lập tức đi lấy. Giang Diễm hào hứng chạy lại bàn học, lấy một cuốn sổ dày ra khỏi ngăn kéo. Cuốn sổ này ghi lại tất cả trải nghiệm linh dị của Dương Gian, rất ít người được xem nó, hiện giờ mới chỉ có hai người, một là Giang Diễm, hai là Trương Lệ Cầm. Hai người có cùng một điểm giống nhau, đó là thân phận đều là người bình thường. Ghi lại hết chuyện phát sinh ở thị trấn Bạch Thủy và trong mơ xong xuôi thì đã tới 10 giờ sáng. Lúc này dưới lầu vọng lên giọng của Trương Lệ Cầm, Dương Tổng, đã làm xong bữa sáng, mau xuống lầu ăn cơm đi. Chị Cầm chờ chút, chúng ta xuống ngay. Giang Diễm đáp lại rồi quay sang bảo, à mà bác gái cũng từ dưới quê lên rồi, gần đây luôn muốn tìm thời gian nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi đi công tác không rảnh. Hôm nay tự chủ trương xin Lưu Tiểu Vũ cho ngươi nghỉ phép một ngày, ta nói cho họ biết hôm nay ngươi không đi công ty, nghỉ ở nhà. Mẹ ta tìm ta sao? Sắc mặt Dương Gian hơi thay đổi, bị Giang Diễm nhắc nhở hắn mới nhớ lại, chính mình dường như có một khoảng thời gian dài không ăn cơm chung với mẹ. Nghĩ đến đây, Dương Gian cũng lập tức rời giường, mặc quần áo tử tế, đồng thời lại hỏi, trong khoảng thời gian ta vắng mặt, chắc ngươi và Trương Lệ Cầm có chăm sóc tốt cho mẹ của ta chứ? Giang Diễm ngẩng cao cổ, cực kỳ kiêu ngạo nói, tất nhiên rồi, ta và chị Cầm thường về quê thăm bác gái, ta còn vì vậy mà dùng tiền riêng cố ý mua một chiếc xe để tiện trở lại. Tình hình của mẹ ta gần đây thế nào rồi? Dương Gian tiếp tục hỏi. Giang Diễm nói, rất tốt,
bác gái thường trò chuyện với các họ hàng trong thôn, ngẫu nhiên xem tivi, trồng rau. Ngươi đã lâu không về quê, ngươi nên đi xem căn biệt thự chúng ta bỏ ra số tiền lớn xây ở quê, hơn nữa hiện tại ngay cả nhà an toàn đều đã xây xong. Vậy là tốt rồi, nhưng ta quá bận, giới linh dị và tổng bộ có quá nhiều chuyện, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dương Gian bình tĩnh nói, thật ra ta cũng muốn có sinh hoạt như người bình thường, nhưng khi đi đến bước này thì nhiều chuyện không thể theo ý mình, căn bản không có biện pháp dừng lại. Trên con đường này nhờ có ngươi trợ giúp, khiến ta miễn đi rất nhiều nỗi lo về sau, ngươi cũng không phụ lòng tin của ta, ta nên cảm ơn ngươi. Dương Gian biết sự nỗ lực của Giang Diễm, những gì nàng làm đã sớm vượt qua chức trách của một kế toán. Giang Diễm có chút đỏ mặt nói, ngươi đừng nói như vậy, mọi người đều là người nhà, nên giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa ta cũng thích giúp ngươi làm việc. Đáng tiếc năng lực của ta có hạn, nhiều lúc không mang đến tác dụng quan trọng gì, ngươi không chê ta thì tốt rồi. Tình cảm của Giang Diễm dành cho Dương Gian đã sớm vượt qua quan hệ trai gái bình thường, nhiều lúc nàng xem mình là một thành viên trong nhà của Dương Gian. Tình cảm của Giang Diễm sâu đậm, bất đắc dĩ Dương Gian là người ngự quỷ tình cảm mỏng, loại tình huống này dẫn đến giữa hai người luôn tồn tại ngăn cách. Thật ra ngươi xuất sắc vượt trên tưởng tượng của ta, nếu được thì hy vọng ngươi có thể luôn đi theo ta. Dương Gian nói, nhưng có khi ta cũng sẽ suy nghĩ, ngươi rất trẻ tuổi, lại xinh đẹp, nên có cuộc đời của riêng mình, dấn thân vào chuyện trong giới linh dị không phải một chuyện tốt. Nguy hiểm, khủng bố, thậm chí là dính líu với giới linh dị, bất kỳ chuyện gì đều có thể phá hủy cả cuộc đời của ngươi. Đôi khi ta nghĩ thừa dịp ngươi ngủ thì xóa sửa ký ức của ngươi, khiến ngươi quên đi tất cả điều này, quay về sinh hoạt bình thường, có lẽ đây là điều tốt cho ngươi. Ta không thèm, ta không muốn cuộc sống của người bình thường, ta chỉ muốn cùng ngươi sống sót. Giang Diễm hừ một tiếng, lập tức từ chối, ta biết ngay ngươi khẳng định có ý muốn bỏ ta, có phải là ngươi càng muốn ở cùng chị Cầm không? Trương Lệ Cầm. Mắt Dương Gian lấp lóe, ngươi sai, hủy đi ngươi thì ta sẽ cảm thấy thương tiếc, nhưng hủy đi Trương Lệ Cầm thì ta sẽ không cảm thấy đặc biệt thương tiếc. Đúng là bởi vì như vậy ta mới giữ Trương Lệ Cầm ở bên người, dù sao bên cạnh ta cũng cần người dùng được. Vậy ngươi tuyệt đối đừng sửa chữa ký ức của ta, khiến ta quên đi tất cả điều này. Ta đã lựa chọn ngươi thì không sẽ hối hận, ta có thể nhảy lầu một lần vì ngươi thì có thể nhảy lần thứ hai. Giang Diễm vô cùng nghiêm túc nói. Dương Gian hỏi, nếu lỡ có ngày ta chết thì sao? Giang Diễm sững sờ, sao ngươi chết được? Mỗi người đều sẽ chết đi, người ngự quỷ càng là như vậy. Dương Gian nói, không biết, ta chưa nghĩ tới vấn đề này. Giang Diễm có chút mờ mịt nói. Dương Gian mỉm cười, ngươi quản lý tất cả tài sản của ta, nếu ta chết, ngươi hãy lấy tiền của ta cố gắng sống tốt, chăm sóc tốt cho mẹ của ta. Ngươi đừng sáng tinh mơ đã nói nhảm, ngươi khẳng định có thể sống khỏe mạnh. Thôi, không nói nữa, nhanh, chóng xuống lầu ăn cơm đi, đừng để bác gái đợi sốt ruột. Giang Diễm ngắt ngang đề tài này, kéo cánh tay của Dương Gian đi ra ngoài phòng. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2879, bữa sáng đơn giản 2. Một lúc sau, Dương Gian cùng Giang Diễm đi xuống lầu, mẹ Trương Phân và Trương Lệ Cầm đã ngồi ở trên bàn ăn, đang ăn bữa sáng. Dương Tổng, xin lỗi, thấy các ngươi lâu quá không xuống nên ta và bác gái ăn trước. Trương Lệ Cầm có chút áy náy nói, nàng nhìn Dương Gian từ trên xuống dưới, mang theo mấy phần dịu dàng và ý cười. Hình như đêm qua Giang Diễm không thành công, kêu lâu như vậy mới xuống dưới ăn cơm, về sau đừng như vậy. Trương Phân chỉ trích hai câu, Dương Gian đi qua, ngồi xuống nói, mẹ, nghe Giang Diễm nói mẹ tìm con có chuyện, không biết là sự tình gì. Một là vì chuyện em họ của con lần trước, con bé mất tích thật lâu, lúc ấy con đồng ý tìm giúp mà, sao qua lâu như vậy không có tin gì. Mẹ muốn hỏi đây rốt cuộc là tình huống gì? Trương Phân nói. Dương Gian ăn một miếng sandwich trên bàn, trầm ngâm nói, chuyện này rất khó có kết quả. Những năm gần đây quá nhiều người mất tích, nhưng con đã kêu bên tổng bộ chú ý, có tin tức nhất định sẽ báo cho con ngay. Trương Phân thở dài, ta biết ngay là không dễ tìm người trở về, chỉ muốn hỏi lại để xác định thôi, còn về nói cho bọn họ một tiếng. Hiện tại sự kiện linh dị tuy rằng không có hoàn toàn truyền ra, nhưng trên thực tế người nên biết đều đã biết.
Người trong thôn biết rõ liên quan đến chuyện linh dị thì người không tồn tại là biến mất thật, không thể nào tìm về, nhưng nói người chưa chết luôn giữ lại chút mong đợi. Việc thứ hai là chuyện hôn nhân của con, ta thấy con không thể nào quay về trường học, con cũng không còn nhỏ, nên tìm vợ lập gia đình. Con thấy Trương Lệ Cầm và Giang Diễm thế nào? Trương Phân hỏi. Cụ khụ. Trương Lệ Cầm đang uống cà phê ho sặc sụa, mặt đỏ dần. Giang Diễm gục mặt xuống, thẹn thùng không dám nhìn ai. Dương Gian sắc mặt rất bình tĩnh, giống như không chút dao động, bọn họ đều rất tốt, một người chín chắn gợi cảm, một người trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa học lịch cao, thông minh, năng lực đầy đủ, nhiều chuyện trong công ty đều là bọn họ hỗ trợ xử lý. Trương Phân lại cười nói, vậy là tốt rồi, ta đã hỏi hai người, cũng hỏi cha mẹ của họ, họ và người trong nhà đều cực kỳ đồng ý cho họ ở cùng con. Nhưng con dù ưu tú đến mấy cũng chỉ có thể cưới một người vợ, nếu phải chọn ai trong hai người thì con muốn cưới ai hơn? Nếu hôm nay con quyết định được thì mẹ tự chủ trương bàn chuyện của hai đứa luôn. Dương Gian buông xuống sandwich, mắt lấp lóe liếc qua Trương Lệ Cầm. Trương Lệ Cầm vẻ mặt sợ hãi, không dám đối diện, thầm chột dạ. Trương Lệ Cầm biết thân phận giữa mình và Dương Gian cách xa tít, được ở bên cạnh làm việc cho hắn đã rất tốt, không dám mơ xa hơn. Nhưng khi bác gái hỏi nàng có muốn ở bên Dương Gian hay không thì Trương Lệ Cầm biết nói gì ngoài đồng ý. Nhưng chưa chắc trong lòng Trương Lệ Cầm không có một chút ảo tưởng. Lỡ như Dương Gian cần một người phụ nữ gánh thân phận vợ thì sao? Tại sao nàng không thể là người đó? Giang Diễm cúi gằm mặt gần như dán lên bàn, nhưng vành tai lộ ra ngoài tóc đã đỏ rực, trong lòng thấp thỏm bất an, sợ Dương Gian lúc này tức giận. Dù sao chuyện này thấy sao cũng là nàng và chị Cầm bắt tay nhau ăn vạ bác gái. Một người là bí thư, một người là kế toán, muốn thông qua bác gái để gả vào làm vợ của Dương Gian, nếu đồn ra ngoài phòng trừng sẽ bị người mắng chết. Dương Gian hỏi lại một câu, cha mẹ của họ cũng biết chuyện này. Trương Phân đương nhiên nói, chuyện lớn như vậy đương nhiên phải thương lượng với cha mẹ của họ. Vậy tức là chuyện này đã đồn ra ngoài. Dương Gian bình tĩnh nói, hơi rắc rối. Trương Phân khó hiểu hỏi, có gì mà rắc rối? Chuyện đôi bên tự nguyện, có làm gì phạm pháp đâu. Dương Gian nói, không phải con gặp rắc rối mà là bọn họ, bởi vì hiện tại thân phận của con đặc biệt. Nếu có người biết con kết hôn thì sẽ có một đám người chen chúc mà tới, thông qua các loại thủ đoạn kết bạn, làm thân với người bên nhà gái để móc nối với con. Trương Phân vẫn hoang mang, đây không phải là chuyện tốt sao? Dương Gian nói, nếu ở giới kinh doanh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng con bước vào là giới linh dị. Người bị hấp dẫn đến không chỉ có nhà giàu, còn có người ngự quỷ bị hấp dẫn lại đây. Người bình thường tiếp xúc giới linh dị là không tốt. Lời này thốt ra, Trương Lệ Cầm và Giang Diễm tái mặt, bọn họ không suy xét điểm này. Hiện tại ngẫm nghĩ lại, quả thực như vậy. Thân phận vợ của Dương Gian không dễ đảm nhiệm, khi có thân phận này tương đương đi vào giới linh dị, sơ sẩy một cái là cả nhà gặp họa. Trương Phân hơi hiểu ra, vậy đúng là hơi phiền phức. Tạm gác chuyện này lại, ăn cơm đi, Dương Gian nói. Trương Phân nói, nhưng con không thể bỏ quên chuyện của mình, vậy con cảm thấy con bé nhà Vương Bân ở khu dân cư thế nào? Vương San San ấy, mẹ đã gặp cô bé kia, trắng trẻo, cực kỳ xinh đẹp, còn là bạn học của con. À, nói tới bạn học thì trước kia có cô gái tên Miêu Tiểu Thiện luôn thân thiết với con mà, còn liên hệ với cô ta không? Trên khuôn mặt bình tĩnh của Dương Gian lộ ra một chút bất đắc dĩ. Xem bộ dạng hắn lại bị giục cưới, rất gấp. Nếu bị bức ép quá thì hắn nặn đại một người phụ nữ làm vợ vậy, đỡ tốn thời gian và sức lực. Dáng người khuôn mặt tuyệt đối hoàn mỹ, hơn nữa đã chết cũng có thể sống lại, không cần lo về vấn đề trung thành. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2880, hỏi thăm lỗ mãng 1. Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Gian không ở trong nhà, hắn quyết định lái xe ra ngoài đi dạo một vòng. Có lẽ là bởi vì cảm thấy lo lắng về chuyện dục kết hôn nên Giang Diễm và Trương Lệ Cầm không xin đi cùng, hai người trốn trong nhà giúp dọn dẹp bát đũa, làm việc nhà, biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là sợ hãi Dương Gian tức giận. Dù sao ý tưởng muốn gả vào của hai người bị chọc thủng. Dương Gian lái xe chạy trong thành phố Đại Sương, thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ xe, trong đầu nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Mẹ ta nói cũng đúng, kết hôn là cần thiết.
đối với ta thì người vợ là ai không trọng yếu, nàng có thể là Giang Diễm, có thể là Trương Lệ Cầm, cũng có thể là bất cứ người nào. Quan trọng là thân phận người vợ, ta cần có một người hợp lý hợp pháp giúp ta xử lý hết thảy sự vật, hơn nữa có thể thay ta quyết định khi ta vắng mặt. Nhưng ngẫm kỹ thì trong số người mà Dương Gian quen không có ai phù hợp điều kiện. Thật ra, trước kia Vương San San từng nói đề tài này với Dương Gian. Vào lúc ấy, Vương San San cũng bị cha mẹ giục kết hôn, nhưng tình huống của nàng đặc biệt, khó mà sinh hoạt như người bình thường, nên cách tốt nhất là cùng Dương Gian thành lập gia đình. Cha mẹ của Vương San San cũng sẽ cố gắng hết lòng hỗ trợ cho công ty hoạt động, dù Dương Gian chết thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục công việc. Hai kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ quá hợp với nhau, vận mệnh của hai người cũng quấn chặt nhau. Đáng tiếc, Vương San San không thích hợp, bởi vì ta chết thì nàng cũng chết, nàng không thể giúp ta xử lý tốt hậu sự. Nếu ta thật sự kết hôn cần phải là một người bình thường đảm đương thân phận người vợ, hơn nữa người này còn nhất định phải tiếp xúc với giới linh dị nhưng không bị linh dị xâm thực, ngoài ra còn phải có năng lực làm việc và cùng với đủ trung thành. Trong lòng Dương Gian âm thầm suy nghĩ. Cho nên trực tiếp loại Trương Lệ Cầm, nàng từng bị quỷ nhi ký sinh, đây là một tai họa ngầm. Tuy rằng tạm thời không có việc gì, ai biết mấy năm sau, 10 năm sau có khi nào dẫn phát hậu quả gì. Hơn nữa Trương Lệ Cầm chỉ là một bí thư mà ta tiện tay thuê, không đạt tới yêu cầu trong lòng ta. Dương Gian lái xe, thổi gió từ ngoài cửa sổ, suy nghĩ tiếp tục bay đi, thật ra Lưu Tiểu Vũ không tệ, nàng là nhân viên trực điện thoại của ta. Hiểu rõ về ta, vừa là người của tổng bộ, chi tiết trong sạch, lập trường chính xác, đáng tiếc cũng bị linh dị ảnh hưởng rồi, vẫn có thể tồn tại tai họa ngầm. Dương Gian vứt bỏ tình cảm cá nhân, đứng ở góc độ lý trí tuyệt đối suy nghĩ người dự bị tương lai có lẽ sẽ thành vợ của mình. Đương nhiên, dùng linh dị sáng tạo một người là tốt nhất, nhưng cũng đối mặt cùng một vấn đề, đó là Dương Gian chết thì những người sáng tạo từ linh dị cũng tiêu đời luôn. Dương Gian tiếp tục suy nghĩ, sàn chọn người phù hợp. Kết quả đến cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy hai người thích hợp, một là Giang Diễm, hai là Mưu Tiểu Thiện. Giang Diễm thì quen biết lâu, hai người trải qua nhiều sự kiện linh dị, Dương Gian rất tin tưởng nàng. Đương nhiên Giang Diễm cũng cực kỳ kiên định với hắn, chưa từng có hành vi phản bội, hơn nữa năng lực làm việc cũng không tệ. Mưu Tiểu Thiện thì cũng xem như nửa thanh mai trúc mã, mang theo tình cảm thời học sinh của Dương Gian. Hơn nữa nàng có tấm lòng lương thiện, tính cách dịu hiền, nhưng năng lực xử sự hơi yếu. Dương Gian tự hỏi mình, nếu chọn một trong hai thì ai càng thích hợp hơn? Hắn không cảm thấy hai người sẽ từ chối mình, vì trong thời đại này nhiều người không có sự lựa chọn. Bọn họ đã tiếp xúc giới linh dị, biết thế giới này khủng bố, bọn họ muốn mơ màng vô tri có cuộc sống của người bình thường đã là không thể nào. Dù sao ai cũng không muốn cả nhà đang yên lành đột nhiên gặp phải sự kiện linh dị, tiếp đó tuyệt vọng chết đi. Dù cho không gặp phải sự kiện linh dị, buổi tối nhớ lại sự khủng bố của ác quỷ thì có thể yên ổn sinh hoạt không? Nguyên nhân những người này đến hiện tại còn sống là bởi vì có Dương Gian. Gặp phải khủng bố, trong lòng hiểu rõ Dương Gian sẽ đến cứu chính mình. Có hy vọng, trong đêm tối mới có thể ngủ an ổn. Đang lúc Dương Gian suy nghĩ thì di động của Dương Gian bỗng sáng đèn, một tin nhắn đến. Thật sự là muốn gì được cái đó, không ngờ Mưu Tiểu Thiện đã đến thành phố Đại Sương. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức nhấn ga, xe bỗng nhiên tăng tốc, đột nhiên biến mất trên đường. Chờ khi chiếc xe lại xuất hiện thì đã ở trên đường đi sân bay, lao nhanh hướng một chiếc máy bay mới hạ cánh. Hành khách đang xuống máy bay, chuẩn bị rời đi sân bay thấy vậy đều ngây ra một lúc. Trong sân bay cho phép xe chạy với tốc độ cao sao. Nhưng nhân viên công tác ở sân bay nhìn thấy chiếc xe này đều không ngăn trở, ngược lại ngầm chấp thuận chiếc xe này tồn tại. Gì mà trái với chế độ quản lý sân bay, lái xe nguy hiểm. Những điều này đều không phải do bọn họ quản. Trong cuộc huấn luyện của bọn họ có một điều lệ cực kỳ quan trọng, đó là khi một số chiếc xe xuất hiện không thể ngăn trở. Dù chiếc xe kia làm máy bay chạy trên đường băng phải thắng gấp thì bọn họ vẫn phải phối hợp, trùng hợp là xe của Dương Gian là một trong những chiếc xe không bị ngăn lại. Dù sao đây là xe của người phụ trách thành phố Đại Sương. Dương Gian không bá đạo như vậy, hắn chỉ là tiện đường đón một người chứ không có ý tưởng ngu ngốc là chặn đường máy bay. Mưu Tiểu Thiện đang xếp hàng. Xuống máy bay thấy Dương Gian bước xuống xe thì có chút ngượng ngùng. Sao ngươi đến đây? Không phải ta đã gửi tin nhắn bảo ta đến thành phố Đại Sương rồi, chốc nữa đến chỗ của ngươi sao? Ta trùng hợp không có việc gì, đang đi dạo thì tiện đường tới luôn.
Dương Gian bình tĩnh nói, đi thôi, lên xe đi. Miêu Tiểu Thiện gật đầu, không chần chừ lâu, vội vàng lên xe, hy vọng nhanh chóng rời đi, miễn cho gây phiền phức với người trong sân bay. Các bạn vừa nghe xong tập 288 của bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.